quan huyện lái máy cày. Cú ra lái bố ơi, chú quay cái là ui, vẫn đi ngon. Vứt ra ngoài nào, ngoài đi. Thấy em đi vậy. Sới lấp luôn cái hố này lại. Cái hố này bảo đấy, lấy cái này này. À, lấy cột điện nhỉ? Ờ. Chỗ này, cái chỗ này. Sao lại đi vào đây mà? Chỗ đường đi con hết, mỗi chồng chồng cho cái con trâu chồng. Vợ mày sao? Vợ mày ai? Dạ vợ. Cái gì? Em này. Ba. À. Bây giờ nó không làm gì đâu. Ở thế nhà trên kia đi lối nào? Đi qua sân nhà mình. Nó đi rồi đấy. Anh để ga nhỏ quá. Số 1 thì anh cần để ga nhỏ được, số 2 anh để ga nhỏ nó chết máy. Dọn nhà bà nha. Rồi, đi thế được rồi. Anh thử thì biết đầu trước đi nhảy mà. Ờ đâu, con chọn chỗ nào để sới, em quay lại cái nào, xem anh lái như thế nào. Anh sới trong kia rồi, trong mãi rồi, giờ xuống vườn thôi. Vườn không còn chỗ nào sới nữa. Hết sới rồi, anh vườn, nó chỉ tập vườn nữa. Xong sới, sáng nay sới vườn rồi. Ê, không còn chỗ nào sới được. Tôi đang cần nó quệt xuống à, khi đi trên đường thì bà cần nó cao lên, nhưng mà khi làm là bà cần phải quệt xuống dưới. Anh đang anh tuấn ra em bảo này. Anh lắp sai cái bộ sới này. Sao? Chốt anh cắm này, anh chạy gì mà càng chạy chỗ bánh càng rơi ra này. Đấy, à. Đúng rồi. Đấy, hôm nay tao bảo thế mà, một đúng bên này rơi ra này. Hay là lắp nhầm đấy à? Anh cắm đúng chốt à? Chưa vào, có bên kia là đúng à. Bên này là phải rồi. Tao hôm nay lúc nay tao nhìn tao bảo sao thằng này lắp cái này chả gai bố gì à. Bẩn ra đấy, cả đấy. Đúng rồi. Tao bảo là lúc rơi ra tao bảo rồi, tao cũng bằng nó đi. Cần làm cái thằng không làm. Mẹ mày hộ chứ, bảo bà đâu. Nó lượm. Lúc nãy về tao đã bảo là nhớ mà bảo nó bảo là lắp cái bánh thế này. Cú đừng nghịch. Thằng em, đi về. Sao mà mẹ nó xong rồi không làm được, tao khắc phục cho phát. Sắp làm rồi. Anh cắm cái này ấy, xong cắm xong anh lại rút cái bánh ra một lần, thế là nó vào, nếu mà nó chưa vào thì nó sẽ anh sẽ rút được ra, còn nó vào rồi là anh không rút được. Quay ngược lại. Nó còn cái ba vi mà. Rút ra nào. À, đúng rồi. Vừa sai đúng cục chỗ. Rồi, đấy. Thế thì cũng được chứ. Bao nhiêu đây?